qua đây. Đây, tay cầm này. Đây. Rồi. Sang đón đi, sang đón các em. Đừng cười. Nhờ, đây. Đó tuyệt vời. Wow, đến nơi an toàn. Rồi, cho dép lên đây trên đi. Chào tất cả các bạn. Có thêm wow, một trái. Hai trái này. Ba trái này. Rất là nhiều. Bốn quả rất chuẩn nha các bạn ơi. Mình để đây đi. Đây là đồ tráng miệng. Đây là đồ tráng miệng nha các bạn. Tôm này cho. Không được. Đây là nồi. Đây là xả. Xả để hấp ốc. Ốc. Ốc đâu? Này các bạn ơi, trước khi chuẩn bị mình tắm á, phải đi lấy nhặt củi đã đúng không? Vâng. Mình đi lấy. Đây, nhóm ở lại đây. Nào. Rồi. Mọi người để cháu đi nhặt củi nha. Ờ, mọi người đi nhặt củi đi. Để làm bếp cho. Đây có địa điểm tắm rất là đẹp đây. Sâu không? Wow. Rất mát trời. Đừng có ra chỗ đấy nha. Chỗ trong đây sâu cực. Trong đây này sâu. Wow. Ui. Ui, sâu đấy, chỗ đây. Quá đã. Quá đã. Ừ. Ừ. Sâu lắm đấy. Đây đâu? Đây này. Đây à? Sâu đấy. Em sâu. Em sâu này. Ủa, đây sâu à? Thầy thả nhở. Không biết bơi à? Có chứ. Cá biết nổi thế này. Nhìn trông đây. Ủa. Ủa. Tả không? Nào, cho nhận xét hôm nay địa điểm này tắm có thích không? Có. Bạn tôi thủy nào, tôi thủy. Mai Chi ơi, Mai Chi nào? Thế tắm hôm nay thế nào? Thế tắm ở đây có đã không? Có chứ. Còn bạn ạ? Mạnh. Mạnh. Bạn đã. Không nghĩ Tiến. Nói luôn. Tiến. Ok. Mày mình thấy mình nha. Mày không thấy nhảy. Quá đã. Đây là tay nha các bạn nha. Con Tiến nhảy nha. Bạn ơi.
cô. Mày ơi, mình đi tráng nồi đi, đây mình nấu đây cháu. Này các bạn xem này, họ có món ốc này. Ốc phải đi rửa lại một lần nữa. Suối mà được ăn ốc thế này thì quá ngon. Ok, được rồi, đấy đấy. Tí nào còn nấu mì tôm. Ừ, đúng rồi, tí còn nấu mì tôm nè, để nước chút. Rồi. Chưa? Xem nào. Rồi, cho thêm củi vào đi. Trong khi quá trình chờ đợi à, bây giờ làm miếng nào. Wow. Mời các bạn ăn cho hấu nha. Mời các bạn ăn cho hấu nha.
của bác nha. Đó, ngon lắm. Vào đây nhớ chưa? Nhớ. Bỏ vào thì vào đây môi trường đấy. Mình đi chơi là ở đâu á, đi cắm trại hoặc đi picnic ở đâu á, là mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường. Ăn xong không được vứt bừa bãi đúng không? Đúng rồi. Ngon không Thái? Ngon chứ. Bà Tiến ơi, có ngon không? Ngon. Sao con bưởi đi ăn tiếp. Sao được rồi? Nhìn này. Ngon không? À, chả nhìn ngon đấy. Chín rồi. Ngon quá đã. Nhưng mà chín luôn đấy. Chín rồi, con bỏ hôm trước nhở. Anh bỏ ra cho em ấy. Cô còn ăn này kia. À, chưa. Chưa rồi. Món ốc. Và bưởi ngon ngon quá nhờ bác Thảo nhờ. Bưởi ngon thế. Ăn bưởi xong là ăn thêm các trái cây xong rồi tí. Ăn bưởi xong là thôi. Wow, địa điểm thật là đẹp các bạn ơi. Suối tuyệt vời cho những chuyến picnic hay là những chuyến cắm trại bên suối, ven suối. Tuyệt vời. Thank you.
Wow, mát quá, mát quá, quá dưới. Ui kìa. Ok, sôi ra. Wow. Đấy. À, xôi rồi. À. Mạnh như bà Tiến lấy dưa đi rửa đi. Tí gọt ăn. Đây, Tiến sang đây. Rửa cho sạch nhá. Mình đang rửa dưa nha các bạn nhé. Dưa rất là to các bạn ạ. Cho sạch. Đây, để lại gọn này cho đưa lên kia. Đây, mạch kia cầm cầm cái đi, ngay rửa rồi. Rồi, lấy ổi ra rửa nốt. Thầy xem nào. Dính chưa? Mở ra cho thầy xem nào. Thơm nhờ. Mùi xả đấy. Wow. Mùi xả. Đúng rồi. Chảy cho sạch ra đây. Mở mùi ở đây. Rồi. Đấy. Đây này, đây này. Rồi. Bây giờ là cho lấy ổi này. Đã được hoa quả sang đây.
Rồi đây. Đến lấy nồi mà còn nấu với tôm. Wow. Nhiều quá nhỉ. Wow. Đổ đi, đổ đi. Không sao, tràn ra. Wow, nhặt ốc lên. Bây giờ phải đi rửa. Ừ, mình rửa đi. Đi rửa đi. Đi rửa đi. Wow. Quá là ngon các bạn ạ. Wow. Cho nồi lên, nấu mì tôm. Wow. Mì tôm cho nước vào. Ít nước quá. À, ít nước quá nhỉ. Chưa, chưa bỏ. Bóc ra này. Wow. Wow, chín giòn. Nào còn thanh niên mới vào đúng không? Được. Quay bên kia xem là thanh niên ấy tên là gì á? Tuấn. Cho hỏi em tên gì? Tên Tuấn. Họ và tên mà? Rồi, Tuấn. Thế em không chào các bạn à? Chào các bạn nha. Yeah, tất cả các bạn vào vị trí đây. Đây này có một thành viên mới đây. Đây là bạn anh Tuấn này. Rồi, anh Tuấn. Đi các bạn ơi, ốc cho vào rửa đi. Đây.
Rồi, đũa đây các bạn này. Đây. Nào cầm lấy đũa đi. Cầm lấy đũa đi. Các bạn một đôi. Cầm lấy đi. Úp. Ngon quá nhờ, một ốc này. Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả các bạn ăn cùng mình nhá. Các bạn nhớ là rác này các bạn để cho vào túi bóng kia nhá các bạn nhá. Đây này, cho vào đây. Đúng rồi, cho vào đây. Không ăn đít à? Rồi. Ôi hồ, kết hợp đéo cả. Cay không? Không, rồi thầy cũng phải thử một xem nào. Rồi. Mời tất cả các bạn nha. Các bạn ăn cùng mình nha. Mai tặng cuối. Bất chi. Hoa đã. Hoa đã các bạn nha. Ăn cái này còn ốc thế này. Còn một đi ra đi. Đi ăn xong, tiếng ăn tôm nữa các bạn nhá. Còn một nồi mì tôm. Wow. Thế thả con. Cái này vứt ra không? Không, cứ để đấy đi. À, dưa này. Mình nha, dưa chuột. Ăn tôm thôi. Cho vào dừa đây này các bạn này. Mời tất cả các bạn ăn mì tôm của mình nha. Không. Một canh đâu các bạn? Ngồi, ngồi đây. Lùi ra đây. Đây cái cháu ơi. Ờ. Một cái canh công rồi luôn kìa. Sao? Kìa nó lấy ra. Đây. Nghe. Ngon quá. Ăn gồm nhiều cho sướng nha. Ngon quá. Đây đây mình mời các bạn. Mình ngon nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Đá thế nhở. Đá luôn mình chỉ. Thì mà các bạn nha. Rồi, tôi thử xem nào. Tôm này có ngon không? Ngon lắm, dẻo. Này dẻo mà. À chả. Quá tôm. Ngon nhỉ. Quá ngon.
dọn đi nào. Đúng rồi, cho vào đây. Cho vào bao đây, bảo vệ môi trường đấy. Nào, tất cả các bạn nào, các bạn một tay bỏ vào đây đi, bảo vệ môi trường nhanh lên. Các bạn, tay. Ui, ngon quá hôm nay đúng không các bạn?